nửa hàng cát. Có lần được Phật tử mời giảng, nhưng cảm giác mệt mỏi lại về nên tôi từ chối. Dạo bước trên bờ sông trong công viên, tôi thầm nghĩ, mình là hạt cát nào ở đây mà quyết lòng mở đầu dạy đời. Quay về ngồi kiết già mà dạy chính mình cho xong đi. Nhiều khi trên bục giảng, tôi bỗng cảm giác người nghe pháp, ngồi nghe pháp như là đang đi tiêu khiển vậy. Trên bục giảng mà như trên sân khấu trò đời. Thôi thì ráng giảng cho xong để còn có vé máy bay mà go home. Sực nhớ Bùi Giáng với hai câu: ta cứ ngỡ trần gian là cõi Phật, nào ngờ đâu còn đầy đọa tới giờ này. Càng lúc càng hiểu và thương Phật, lúc mới đắc đạo đã muốn niết bàn. Chúng sanh thì như cục gân gà của Tào Tháo, nuốt thì khó trôi, nhưng mà nhả thì lại tiếc thương. Dù gì đó cũng là bổn phận từ bi. Nắm bông hồng làm sao để không dính gai thì Phật nói, thật là mệt mỏi, thật là bực phiền cho ta. Mayhimanikaya, có nhiều chúng sinh thật vô duyên lắm. Dạo bước trên bờ sông trong công viên, tôi thầm nghĩ, việc cứu độ chúng sinh khó khăn như một câu hỏi xưa như trái đất. Nếu có một cô gái té sông, sư thầy có thể nhảy xuống cứu vớt cô ta không? Thời bây giờ, lâu lâu nhận chết tùy tâm tùy hứng, nhưng tháng tháng phải trả bill điều điều, nên cái gì cũng phải tính toán cẩn cẩn. Để duy trì mạng sống thôi, đâu có ham hố gì. Để tính xem một cú nhảy sông cứu độ chúng sinh thì trị giá là bao nhiêu hen. Mình đâu có là một hạt cát mấy cara, mình chỉ là nửa hạt cát vi trần. Nhảy sông xúc chạm nữ thần thì phải đi sám hối tội tăng tàn, cấm phòng Parivasa, rồi hành phạt khiêm cung Manatta, rồi thì thỉnh tăng tụng nhập chúng Abhanam Kama, thanh tịnh hóa. Luật dạy phải thỉnh 20 vị. Thời bây giờ chư tăng tu tập nghiêm túc, rất trong sạch, nhưng có những vị cũng rất trong sạch nên phải thỉnh trừ hao. Vé máy bay on sale tính trung bình là 500 đồng, nhưng cho 24 vị thì là 12.000 đồng. Ba cái chuyện này kêu gọi Phật tử hùng phước thì chẳng khác nào này ông tôi ở buổi này. Phải tự lo thôi. Chi phí ăn ở và các thứ, ngày đến, ngày ở thì tăng sự, ngày về, ai ở thêm thì tự lo. Tính giá hotel rẻ rẻ thì cũng là 500 đồng, nhưng cho 24 vị thì là 12.000 đồng. Xứ này lạnh quá, quý ngày đầu thiền định ngoài gốc cây và đi bát được. Thời bây giờ, phép lịch sự thỉnh tăng các nước thì phải lo cúng dường tứ sự. Quý ngài thông cảm, đâu đòi hỏi gì. Người tu hành với nhau thì đường, kẹo, bột, sữa mà chi, dừng bao thơ cho nó gọn. Cúng nhiều thì chịu không thấu, còn cúng ít thì tuy không ai nói ra nhưng mình cũng áy náy. Thí chủ áy náy, cao tăng thì im lặng, tiểu tăng cũng lầm bầm. Cái ông Việt Nam này nghèo mà cũng bị đặt phạm giới. Thôi thì 500 đồng nhân cho 24 vị thì là 12.000 đồng. Tổng cộng sơ sơ
cũng là 36.000 Canadian dollars rồi. Nhảy xong rồi sặc sụa kêu trời, vớt người lên, còn mình thì chìm trong biển nợ. Còn ai dám nhảy xong cứu vớt chúng sinh nữa không? Vớt được con nhà giàu mà biết đến ơn đáp nghĩa thì được chút hy vọng, lấy cái này bù cái kia, may phước thì huệ vốn. Kinh dạy chúng sinh tri ân và báo ân, hiếm hoi lắm lắm. Con nhà giàu trên xe dưới thuyền làm gì lọt sông té giếng, còn con nhà nghèo mò cua bắt ốc có nghề cả rồi, đâu cần mình phải lo. Người trần gian thường hay rảnh rỗi nên nghĩ ra mấy cái câu hỏi gì đâu, chưa giác ngộ mà tài lanh, thì chỉ có thể đưa người từ bờ mê này sang bờ mê kia thôi. Vậy là tiếp tục dạo bước trên bờ sông trong công viên. Tôi thầm nghĩ, phục vụ chúng sinh là thiên chức của người tu hành từ bi, không cần báo đáp, việc cần cũng không có. Chuyện cảm ơn là chuyện tùy hỷ. Trong Kinh Thánh có nói, Chúa cứu 10 người, chỉ có một người biết nói cảm ơn. Kinh Phật có đề cập đến hai vị thương buôn Balika và Tapusa được nghe chinh nguyên Phật ngữ trước cả năm thầy Kondana được nghe kinh chuyển Pháp Luân, rồi cũng chỉ nói mong được như vậy và từ giả Phật mà đi. Mình đâu là hạt cát gì, mong mọi chi. Thường thì sư thầy chỉ mong học trò vâng lời, học và hành như ý là ok rồi, mong mọi chi. Nhưng mình đâu là hạt cát gì, đâu có thần thông hơn ngày Moggallana, trí tuệ hơn ngày Sariputta, mà mong học trò tất cả đều nghe lời. Phật còn phải nhịn Channa mà. Như người nài ngựa đành phải giết ngựa đi vì không còn cách nào khống chế, Đức Phật đành phải im lặng, không dạy dỗ gì nữa với những đệ tử khó dạy không duyên. Nhưng vì lòng từ bi, Ngài vẫn duy huấn cho chư tăng hành tăng sự phàm đàn Brahmadanda, cách ly, nói nôm na là không ai chơi chung, để Channa hối lỗi và quay về phục chúng tăng. Ngài Channa ỷ cái công bà mụ đưa Bồ Tát đi vượt biên khỏi hoàn thành mới có Phật Pháp sau này. Dễ gì mấy vị cao tăng răng dạy được Ngài. Bây giờ thì nhiều người ỷ công bà mụ lắm, có khi là đại thí chủ, những người giúp trả Moggallana hay sáng lập chùa, có khi là thành viên của ban trị sư. Dữ dằn quá thì trị sự thành trị sư. Lạ một điều là dạo này hình như ăn hiếp sư thầy để ra quay và còn khoe khoang với người khác lại là cái gì đó cho người ta hãnh diện, nên nhiều người tuy nghèo mà ngu vẫn khoái lấn sân với ban trị sư và chư vị đại thí chủ. Thiệt là cái tình, chúng sinh không ngán nghiệp quả thì ẩn sĩ nhập thế phải chịu đựng vậy, vừa cho cái tội từ bỏ núi rừng. Có lần ghé thăm một thầy bạn, vì chủ trì này có lẽ bị ăn hiếp nhiều lắm nên nói đùa: sư biết không, ở đây Phật tử họ thương tôi như con cháu trong nhà vậy. Tôi dù xưa nay có cái tài làm mặt tỉnh hay lắm, vẫn thật sự không nín cười được. Không phải vì câu nói đùa, mà vì giọng Quảng Nam của thầy, cái chữ con cháu thành con chó. Mình đâu là hạt cát gì,
Danh ca Trường Vũ còn phải hạ giọng trước mấy chục ngàn khán giả kia kìa. Con quỳ, con lạy mẹ cha. Thùy Miên Cốc, mùa Vu Lan, 8 tháng 8 năm 2008. Sư Chánh Kiến.